Mình không hiểu tại sao là nhà Chanel là tạo ra một cái phiên bản nó tệ đến như vậy. Còn ở cái phiên bản Superlatura này á thì nó không có những cái mùi hương đó. Hơn nữa thì mình nghĩ cái mục đích và thời gian sử dụng của cái phiên bản này á, nó cũng khá là hạn chế. Hello chào các bạn, mình là Ryan và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Còn nếu như các bạn mới biết đến kênh của mình á, thì đây là kênh mình sẽ chia sẻ về những mùi hương nước hoa cho cả nam và nữ dựa trên góc nhìn cá nhân của mình, để các bạn có thêm thông tin nếu như các bạn quan tâm một chai nước hoa nào đó. Và hiện tại đây là năm 2024 rồi, cho nên mình dám chắc là đối với lại các bạn nam á, thì các bạn đã quá quen thuộc với là những chai nước hoa giống như là Chanel Eau de Omnisport hay là Fleur de Chanel rồi. Tuy nhiên á, thì đã rất lâu rồi nhà Chanel họ không có ra những cái phiên bản nước hoa mới dành cho nam. Đó là một nhà nước hoa mà người hay so sánh với là nước hoa của Chanel á, là nước hoa Dior á. Thì gần đây nhà Dior cũng đã ra mắt được rất là nhiều phiên bản, ví dụ như là Dior Sauvage Elixir ra mắt năm 2021 nè, hay là mới đây nhất là bản Ovote vừa ra mắt năm 2024 này luôn. Còn những cái chai nước hoa mà ví dụ như là dòng Fleur de Chanel này á, thì đã 6 năm rồi nhà Chanel họ không có ra mắt phiên bản mới từ cái phiên bản perfume ra mắt năm 2018 á. Còn Eau de Omnisport á thì nó còn lâu hơn nữa, 12 năm rồi họ chưa ra mắt phiên bản. Cái phiên bản Overstream này là cái phiên bản cuối cùng từ năm 2012 họ ra mắt cái phiên bản này. Cho đến tận năm 2024 này thì nhà Chanel họ mới ra mắt một phiên bản mới của Eau de Omnisport là phiên bản Superlegera. Superlegera, chắc là như vậy. Và ở cái video này mình sẽ chia sẻ với các bạn cái phiên bản Superlegera này để xem là sau tận 12 năm thì cái phiên bản này nó có thực sự có gì mới hay không, hoặc là nó có giữ được cái DNA của Eau de Omnisport trước đây hay không. Và nếu như các bạn xem video này thấy hay và giúp ích được cho các bạn thì hãy để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để tiếp thêm nhiều động lực cho mình nhé. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Còn bây giờ thì mời các bạn xem video. Ở cái phần thiết kế của cái chai Superlegera mới này á, thì nó sẽ có phần hơi khác so với là những cái chai của Eau de Omnisport trước đây. Bởi vì ngoại hình á, thì nó vẫn giống, chỉ có điều á, là cái phần thân chai á, thì nó sẽ được thiết kế bằng thủy tinh bóng. Khác với lại những cái chai trước đây á, là nó được thiết kế theo cái kiểu màu nhám như thế này. Và như vậy á, thì các bạn có thể nhìn được cái dung dịch nước hoa còn lại bên trong chai nước hoa. Bản thân mình á, thì mình vẫn thích cái thiết kế cũ trước đây của Eau de Omnisport hơn. Mình chỉ thấy như vậy thôi. Và cái chữ mà Superlegera ở trên cái phiên bản mới á, mình thấy cái phông chữ nó hơi giống cái phông chữ của Johnson & Johnson. Và ở cái phiên bản Superlegera này hiện tại nó chỉ có size 100ml thôi. Maybe đó là do nó còn khá là mới. Không biết sau này thì nó có thêm những cái phiên bản nhỏ hơn như là phiên bản 50ml hay là phiên bản lớn hơn là 150ml hay không. Ở nhà Chanel á, những cái phiên bản nước hoa cho nam á, thì họ còn có ở cái dạng là gift set nữa. Là bán một set 3 ống nước hoa mà dạng travel size á, mỗi ống 20ml. Thì những cái phiên bản như là Fleur de Chanel hay là Eau de Omnisport trước đây á, thì họ đều có cái set đó hết. Không biết là cái phiên bản này nó có hay không thôi. Và một điều nữa, phần thiết kế là nắp đóng mở, nó sẽ vẫn là nắp đóng mở bình thường chứ không phải là nắp hít giống như là những cái chai mới sau này của Fleur de Chanel á. Hơn nữa thì những cái chai nước hoa của Chanel trước đây á, thì họ cũng không có thiết kế cái chai có thể refill được, cũng như là họ không có bán cái chai nước hoa để refill luôn. Nó sẽ khác so với là những cái thương hiệu nước hoa designer khác trên thị trường á. Ví dụ như là Dior Sauvage, bạn có thể mua cái chai refill để bạn châm nước hoa lại bạn xài tiếp được. Nhưng mà những cái chai của Chanel á, Eau de Omnisport á, thì nó không có refill được. Mình nghĩ, mình không biết tại sao Chanel họ không có làm như vậy. Và mình biết có những bạn nam á, các bạn đã mua đi mua lại tặng 3-4 chai có thể hơn nữa. Mình có một anh bạn á, anh thích cái chai Eau de Omnisport mà bạn Eau de Toilette lắm. Và anh chỉ có xài cái chai đó thôi. Cứ hết là anh cứ mua, cứ hết là anh cứ mua. Cho nên mình nghĩ Chanel mà họ làm ra cái chai nước hoa mà có thể refill được á, thì nó cũng sẽ thân thiện hơn môi trường, nó tiện lợi hơn rất là nhiều. Hơn nữa thì người dùng nước hoa Chanel á, cũng rất là nhiều, cả nam và nữ luôn. Và đó là sơ lược qua một chút về dung tích size cũng như là ngoại hình của cái phiên bản Superlegera này. À, về perfumer của cái phiên bản Superlegera này á, đó chính là Oliver Poe, là con của Jacques Poe á. Người cũng đã làm ra rất là nhiều chai nước hoa của nhà Chanel trước đây. Ông là perfumer mà làm nước hoa cho Chanel tận 37 năm lận. Những cái chai nước hoa trước đây của Eau de Omnisport thì đều do ông Jacques Poe làm hết. Còn hiện tại cái phiên bản mới này á, là do ông Oliver Poe làm. Nó cũng giống với những chai nước hoa của Fleur de Chanel như là bản Eau de Toilette nè, hay là Eau de Parfum lúc trước là do ông Jacques Poe làm. Nhưng mà từ năm 2016-17 mình nhớ là như vậy, thì nhà nước hoa Chanel á, họ đã được đưa lại cho ông Oliver Poe điều chế. Thì cái phiên bản mà Fleur de Chanel Perfume á, thì do ông Oliver Poe điều chế. Và ông Oliver Poe này, ông cũng làm ra nhiều chai nước hoa nổi tiếng trước đây, giống như là chai Victor & Rob, mà cái chai Spy Palm á, hay là chai Paco Rabanne Invictus. Ở nữ thì có cái chai La Vie Est Belle của Lancôme nữa. Một shot trên gian đi. Còn ở mùi hương Superlegera này á, thì khi mà mở đầu á, cái mùi hương nó rất là mát của cam chanh và một cái mùi của bưởi. Khi mà mùi hương nó dry down á, mình cảm nhận được cái nét hơi woody của gỗ. Còn ở giai đoạn cuối á,
thì mình ngửi được cái mùi cảm giác sạch sẽ của xạ hương. Nó có thêm hổ phách với lại hoắc hương nữa, nhưng mà hai cái mùi này nó khá là nhẹ, mình không có ngửi rõ được ở cái mùi hương này. Và nếu để miêu tả cho cái phiên bản Super Lechera này á, thì đây là một cái phiên bản nó nhẹ nhàng và sạch sẽ như vậy thôi. Và nếu như các bạn quan tâm về cái DNA của Alone Sport á, nó có được giữ lại hay không á, thì câu trả lời là có, nó vẫn được giữ lại. Thậm chí á, là các bạn ngửi được ngay lập tức cái DNA này khi mà các bạn mới xịt cái mùi hương này ra luôn. Cái DNA của Alone Sport á, thì nó rất là dễ nhận biết. Nếu các bạn đã ngửi qua cái phiên bản trước đây rồi á, thì da nó không có lẫn đi đâu được hết. Nhưng thật sự ở cái phần mở đầu á, ở cái phiên bản Super Lechera này á, thì nó cũng chỉ là một cái mùi hương cam chanh tươi mát, nó kiểu bình thường thôi. Tại vì á, mình biết cái phiên bản này á, ra mắt khoảng một tháng trước đây, khi mà mình đọc ở trên cái trang tin tức về nước hoa là cái trang iFragrance á, mình sẽ để link cho các bạn xem. Lúc đó mình biết cái chai nước hoa này ra mắt và mình cũng tò mò, mình lên mình xem cái nốt hương ở trên Fragrancar. Và khi mà mình xem cái nốt hương á, thì mình có phần hơi thất vọng một chút. Bởi vì những cái chai trước đây của Alone Sport á, mình khá là ấn tượng. Mình ấn tượng nó bởi vì những cái nốt hương giống như là bạc hà nè, tiêu nè, cây sâu thơm nè, mùi nhựa cây nè, mùi elemai á. Và đó là những cái mùi hương mà nó thu hút mình thật sự. Còn ở cái phiên bản Super Lechera này á, thì nó không có những cái mùi hương đó. Và cho đến khi mà mình ngửi cái phiên bản mới này của Alone Sport á, thì đúng là nó giống như mình nghĩ thật. Nó khiến mình thất vọng thật. Mình không có cảm thấy nó thu hút mình thật sự giống như là những cái phiên bản trước đây. Và mình có nghĩ trong đầu á là sau 12 năm và nó chỉ có làm được như vậy là sao? Nothing new. Mình phải nói như vậy thật, bởi vì những cái chai Alone Sport trước đây á, mình xài khá là nhiều, hồi cấp 2, cấp 3 á, là đây là cái chai nước hoa duy nhất của mình luôn. Không, thật sự là hai chai lần mình xài luôn bản Eau de Toilette nữa. Và hồi xưa khi mà đi học á, vô lớp á, các cô cứ hay giỡn á, là cứ bước vô cái lớp này á, là ngửi được cái mùi hương nước hoa. Và mình biết là nói mình luôn á, tại vì mình có mình xài nước hoa thôi à. Và khi mà mình ngửi cái phiên bản Super Lechera này á, thì đúng á, là nó gợi lại cho mình những cái kỷ niệm trước đây khi mình xài những cái phiên bản cũ của Alone Sport. Và cho nên mình mới nói á, là cái DNA á, nó vẫn được giữ lại. Khi mà mình ngửi cái phiên bản này á, thì mình thấy nó giống cái phiên bản Eau de Toilette hơn. Nhưng mà nó có điều là nó sẽ nhẹ hơn. Nó giống là cái tên của phiên bản này, Super Lechera, theo tiếng Ý á, có nghĩa là Super Light á, rất là nhẹ luôn. Và nó dẫn tới một việc á, là độ lưu hương và độ tỏa hương. Độ lưu hương và độ tỏa hương của cái phiên bản trước đây của Alone Sport á, mọi người hay tranh cãi lắm, bởi vì độ lưu hương nó khá là kém. Nó chỉ tỏa hương tốt ở giai đoạn đầu thôi. Còn lưu hương á, thì nó cũng không thực sự lâu. Ở cái phiên bản Super Lechera này á, thì nó lưu được khoảng 3 tiếng, maybe cả đó. Tầm tiếng thứ 3 thì nó trở thành skin scent rồi, mình phải đưa tay ngửi gần á, thì mình mới ngửi được. Tỏa hương á, thì đúng á, là những cái phiên bản Alone Sport á, nó có một cái điểm cộng á, là lúc đầu nó tỏa hương rất là tốt. Nhưng mà sau khoảng 30 phút, 1 tiếng á, thì nó sẽ tỏa hương gần lại nó khoảng nửa cánh tay à. Bản thân mình á, thì lúc trước rất thích cái phiên bản của Alone Sport, nhưng mà mình vẫn biết á, là nó có một cái vấn đề, đó chính là lưu hương và tỏa hương nó không thực sự tốt. Lưu hương á, những cái phiên bản trước đây nó cũng khoảng 4-5 tiếng thôi. Còn về tỏa hương á, thì đúng á, là khoảng 1-2 tiếng đầu nó rất là thu hút. Những người xung quanh có thể nhận biết được cái mùi hương này và họ khen cái mùi hương này. Nhưng mà tầm tiếng thứ 2, tiếng thứ 3 trở đi á, thì maybe là họ không còn ngửi được. Nó chỉ là một cái mùi hương ở gần thôi. Và bạn mới là người enjoy cái mùi hương này. Và mình không biết tại sao á, là nhà Chanel á, họ lại cho ra mắt một cái phiên bản Super Light như thế này. Mình cũng chịu luôn. Không lẽ những cái phiên bản trước đây nó chưa đủ nhẹ hay sao? Thật sự ở cái phiên bản Super Lechera này á, thì mùi hương á, nó nhẹ nhàng, nó đơn giản và nó thanh lịch. Lúc mà mình ở nước ngoài á, khi mà mình đi store ngửi nước hoa của Chanel á, thì mình hay nghe mọi người nói một cái câu đó chính là easy to love but never get boring. Cái mùi hương của Alone Sport á, hay là mùi hương của nhà Chanel á, rất dễ để gây thiện cảm nhưng nó cũng không có gây nhàm chán. Nhưng mà ở cái phiên bản này á, thì nó là hoàn toàn ngược lại, mình thấy nó chán ngay lập tức khi mà mới ngửi luôn. Mình không hiểu tại sao là nhà Chanel là tạo ra một cái phiên bản nó tệ đến như vậy. Và không biết là mình chơi nhiều như vậy thì nó có ảnh hưởng tới cái bạn nào mà đang yêu thích những cái chai nước hoa của Chanel và đặc biệt là dòng Alone Sport hay không. Bản thân mình á, thật sự mình chia sẻ thật, mình là người rất thích những cái phiên bản trước đây của Alone Sport. Nhưng mà ở cái phiên bản mới này á, thì thật sự nó không có thu hút mình. Nó chỉ gợi lại cho mình những cái phiên bản trước đây thôi chứ... Còn cái gì mới mẻ hay không thì câu trả lời của mình nó sẽ là không. Hơn nữa thì mình nghĩ cái mục đích và thời gian sử dụng của cái phiên bản này nó cũng khá là hạn chế. Nếu các bạn dùng đi làm thì các bạn phải xịt đi xịt lại khá là nhiều. Còn dùng đi hẹn hò hay là đi tiệc thì mình không nghĩ là nó thực sự phù hợp. Thà là mình chọn cái phiên bản Always Stream này hơn là cái phiên bản Super Lechera này. Có một cái nhu cầu khác mà các bạn có thể sử dụng là đi tập gym. Bởi vì cái mùi hương này rất là nhẹ nhàng và sạch sẽ. Mình khi mà mình ngửi nó luôn luôn có cảm giác giống như là nó có cái nốt hương watery ở trong cái mùi hương này vậy.
một cái nốt hương nước mà nó khá là fresh, nó khá là clean khi mà mình ngửi. Nhưng chưa dừng lại ở đó, nó sẽ có một cái vấn đề mà mình nghĩ các bạn sẽ rất là quan tâm. Bởi vì khi mà mình đậu ở trên các diễn đàn và nước hoa ở nước ngoài á, thì đây là một vấn đề mà mọi người nói lên rất là nhiều. Bởi vì đây là một cái phiên bản mới, cho nên là cái giá của nó sẽ đắt hơn rất là nhiều so với lại cái phiên bản cũ trước đây. Nó sẽ đắt hơn cái phiên bản Old Extreme và cái bản Old Toilet á, từ 20 đến 40 đô lận. Nhưng mà cái mùi hương á, thì nó là nhẹ hơn so với là những cái phiên bản đó. Vậy theo bạn á, thì đây có phải là một cái phiên bản mà nó đáng bỏ tiền ra mua hay không á? Thì hãy cho mình biết cái quan điểm của bạn nữa nhé. Và những gì mình chia sẻ nó chỉ dựa trên quan điểm và trải nghiệm cá nhân của mình thôi. Các bạn có thể đi thử cái mùi hương này để xem á, là các bạn có thể thật sự thích nó hay không, và cho mình biết cái quan điểm của bạn nữa nhé. Đến với phần chấm điểm á, thì cái nét đặc biệt á, mình chấm nó ở mức là 2/5. Thật sự cái mùi hương này nó không có thu hút mình thật sự. Nó chỉ thu hút mình bởi cái tên nó là Allure on Spot thôi. Về độ đa dụng á, thì mình cũng chấm nó là 2/5 luôn. Cái mùi hương này thì mình không nghĩ là nó có thể dùng vào nhiều thời điểm khác nhau được. Độ lưu hương á, thì mình thấy nó lưu khoảng 3 tiếng thôi, nó khá là tệ, cho nên mình chấm nó ở mức là 1/5. Còn độ tỏa hương á, thì nó tỏa tốt ở giai đoạn đầu, nhưng mà về sau á, thì nó lại tỏa kém, cho nên mình chấm nó ở mức là 2/5/5. Còn về giá tiền á, thì giá nó khá là mắc. Giá nó cho chai 100ml là 172 đô lận. Cho nên là mình chấm nó ở mức là 2/5 luôn. Thì tổng số điểm của chai nước hoa này á, là 1.9/5. Thì vừa sau mình vừa chia sẻ cho các bạn cái chai nước hoa Chanel Allure on Spot Super Lacera này. Các bạn nghĩ sao về cái mùi hương này? Các bạn có thích hay là không thích cái mùi hương này? Thì hãy cho mình biết cái quan điểm của bạn nữa nhé. Và nếu như các bạn xem cái video này thấy hay và giúp ích được cho các bạn á, thì hãy để lại cho mình một like cũng như là một subscribe tiếp theo nhiều động lực cho mình nha. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Và mình ra một video mới vào tối thứ bảy mỗi tuần. Nếu mình có thêm thời gian á, thì mình sẽ cho thêm một video vào thứ tư nữa, cho nên các bạn không bỏ lỡ ở đâu.